The winner on point by unanimous decision in the red corner from Vietnam.In the blue corner, Risa Legaspi Pasu from PDP. Nếu bạn đang phải đến với trận chung kết boxing.Thì đấu thứ nhất trận chung kết hạng cân 60 đến 63 kg giữa Hà Thị Linh đại diện cho Việt Nam ở góc đỏ và đối thủ của Hà Thị Linh ở góc trà xanh. Chúng ta thấy hai võ sĩ nữ thi đấu rất chủ động ở những giây đầu tiên. Khi mà Nguyễn Văn Đương và Nguyễn Tâm không thể tiến vào vòng chung kết như dự tính thì Hà Thị Linh và Bùi Phúc Tùng là hai niềm hy vọng cái đội của làng boxing Việt Nam.Và mới vừa rồi thì Bùi Phúc Tùng đã làm nên kỳ tích lập huy chương vàng sau 8 năm lịch sử của boxing. Thì chúng ta hoàn toàn có quyền hy vọng vào huy chương vàng tiếp theo của Hà Thị Linh. Nếu Hà Thị Linh cũng giành được huy chương vàng thì chúng ta sẽ có cú đúp huy chương vàng tại SEA Games 32 bộ môn boxing lần này.Hà Thị Linh còn phải sử dụng tích cực hơn về tay trái của mình.
final round.Đó rất là nhớ và hơn một tháng nay rồi em chưa được gặp
cảm ơn chị rất nhiều.